vị liên quan đến vụ mái ấm hoa hồng ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh bị báo chí phanh phui việc bạo hành trẻ em và có dấu hiệu trục lợi quà từ thiện của các nhà hảo tâm mà dư luận đang hết sức phẫn nộ. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ bà Giáp Thị Song Hương, sinh năm 1974, chủ mái ấm hoa hồng cùng một số người khác để điều tra sai phạm xảy ra tại cơ sở chăm sóc trẻ em này. Chiều ngày 4 tháng 9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan vụ bạo hành trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Mái ấm Hoa Hồng là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí, được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 12 cấp giấy phép hoạt động vào tháng 7 năm 2023. Chức năng nhiệm vụ là trợ giúp nuôi dưỡng trẻ em cơ nhở, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi, sống lang thang. Số lượng chăm sóc không quá 39 người, Người đại diện theo pháp luật của mái ấm này là bà Giáp Thị Sông Hương, sinh năm 1974. Tuy nhiên, theo xác minh của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tổng số trẻ có mặt tại mái ấm Hoa Hồng là 86 trẻ, vượt quá số lượng cho phép. Xác minh ban đầu cho thấy, mái ấm này có 26 nhân viên, thời điểm kiểm tra có 16 người đang làm việc tại đây. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban nhân dân quận 12 chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra công an quận phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thụ lý điều tra làm rõ những người liên quan hành vi bạo hành trẻ em xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng. Hiện tất cả trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng đã được đưa về các cơ sở bảo trợ xã hội công lập để cách ly khỏi môi trường có nguy cơ bị bạo lực xâm hại.